là người xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Hoa, hoa ơi, hoa mà không ra anh la cho cả làng cả xóm này biết luôn á. Hoa, ông thì ông đứng đó đi, anh la thiệt luôn á. Ông dám không? Thưa bà con, tôi Tạ Hùng xin tạ lỗi với Hoa. Hoa ơi, anh yêu em. Nè, tôi nói ông biết trước nghe chưa? Ha, tôi nói ông biết nghe. Ông muốn cái tổ dân phố này người ta cuối tháng người ta quở trách tôi hay sao? Hả? Biết được cái chuyện nhục nhã của ông hả? Em nóng thì nóng, mà sao em nặng tay với anh quá vậy? Không nặng sao được, đủ thứ lì lợm. Đi, đi ra khỏi nhà tôi, mau lên. Thôi, cái chuyện đó là chuyện nhất thời thôi, chứ thật ra tim của anh lúc nào cũng nghĩ đến Hoa chứ. Không nhờ gì Hường giúp đỡ thì làm sao tôi biết ông là một đồ sở ganh. Trời ơi, khổ quá. Cái chuyện của Hường á là hiểu lầm thôi, chứ anh là anh yêu Hoa mà. Nè, còn con gái tôi nó thấy ông đi rõ ràng như một người đàn bà vô trong quán cà phê. Ai? Trời ơi, cái cô mà ở quán cà phê là em gái nuôi của anh á. Cái gì nuôi hả? Con nào nuôi lại không ăn thịt. Trời ơi, cái chuyện ăn hay không tính sao đi. Thiệt, con Thảo Nguyên này nó hại anh rồi. Ông đi chưa? Hả? Tôi lấy chỗ trà tôi quét ông bây giờ đó. Bây giờ thật sự là Hoa muốn quét anh lắm đúng không? Tôi giết ông luôn chứ đừng nó quét. Rồi, nè. Cái gì vậy? Em quét đi, em quét anh ra khỏi cái nhà em đi. Nếu em có sức khỏe, em hãy lấy những cái chậu kiện này nè, đập vô đầu anh luôn đi. Trời đất ơi, sao mà lì dữ vậy, không biết được. Anh! Anh nè. Ủa, em đâu rồi? Anh mới về hả? À, mới về. Anh. Hả? Anh xuống xe đi, em nói cho nghe nè. À, anh. Để em thăm nón vô anh. Dừng tay lại. Hả, cái gì vậy? Dừng lại. Gì dàn ra? Đứng đó, để tôi giới thiệu. Đây là người yêu mới của tôi. Hả? Tụi tôi mới quen nhau phải không anh? Trời ơi, anh không nghĩ sao mà em lại nỡ lòng em yêu cái người xấu hơn anh là sao? Em trả lời cho anh biết đi. Tại vì ông Sở Khanh, ông lừa gạt tôi. Ông kia. Hả? Ông có phải là người yêu của Hoa thiệt không? Ai vậy? Ủa, giờ trả lời làm sao? Ai đâu? Phải, tôi là người yêu của Hoa. Bây giờ tôi nói ông nghe, nếu thật sự Hoa không thích ông nữa thì ông đừng đến đây nữa. Ông đến đây chỉ hoài công vô ích mà thôi. Nghe ta nói chưa? Ông hứa với tôi là ông có chắc chắn ông giữ hạnh phúc với Hoa không? Con gì vậy? Gì cả không có gì đâu. Có gì? Có. Tôi bảo đảm với ông là tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho Hoa. Bây giờ ông cứ yên tâm mà về đi. Thôi. Ông nói ngập ngừng kiểu đó tôi không bao giờ tin ông. Bây giờ như vậy, để chắc ăn. Tôi với ông nói lộn nè. Thằng nào thắng lấy Hoa. Trời đất ơi, trời đất ơi. Cái gì bây giờ sao? Cái gì có đánh lộn đây nữa? Phải đánh lộn thôi. Đứa nào thắng lấy Hoa nè. Nè, ông ngon thì ông đánh tôi đi. Hả? Đánh tôi đi. Sao? Tự nhiên đánh người ta. Sao Hoa nặng tay với anh Hoa vậy? Quân đánh tôi đi. Thôi được rồi, Hoa dứt khoát như vậy đúng không? Tôi dứt khoát là tôi không yêu ông nữa, tôi không quen với ông nữa. Thôi, để tôi tâm sự với tình địch tôi một chút. Chúc mừng anh, hãy cố gắng giữ Hoa hạnh phúc nha. Hoa mà tàn thì ông tới số với tôi nha. Là gì mạnh tay với ta chứ gì? Thôi không lấy, cho ông đó. Hoa, à, cố giữ hạnh phúc nha. Anh về đường nào? Về đường nào kệ ông chứ. Cảm ơn em. Mình ghê vậy. Chưa thấy ông nào mà cũng khùng như ông nội hết trơn. Chú lì thấy sợ.
Em cảm ơn anh nhiều nha. Nè em nói bé Lị nó nấu chè nó qua qua để biếu anh nha. Dạ. Mình là hàng xóm với nhau. Ôi trời em quên. Anh đó nha, càng ngày càng trẻ đẹp đó nha. Đẹp trai ghê vậy đó. Cái này không phải là đẹp trai mà gọi là đẹp trung niên đó. Bye bye anh. Công nhận bà này háo sắc tới sợ. Mày ngon lắm, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mày ha, mày sở thú à? Mày làm gì mày quấn chồng tao? Mày làm gì mày quấn chồng tao? Ai vậy? Ai vậy? Buông ra, tôi giải thích cho. Không có chạy á, ngoại tình, gian dối với bạn gái của tôi. Nó không có, hiểu lầm thôi em. Hiểu lầm cái gì? Hả? Mày đã từng mày quen với Hoa ha? Mày nói trước mặt tao á, mày sẽ giữ Hoa hạnh phúc mãi mãi. Mà... có không? Cái gì? Mày thề đi. Cái gì mày có thề Hoa? Mày ba má mày chết chùm nữa mày nói dối đi. Dạ. Cái gì có Hoa gì trong đây? Không có, hiểu lầm. Hoa là bạn gái tôi. Chồng của chị á, hẹn với Hoa, đứng trước mặt tôi tuyên bố là sẽ giữ mãi mãi hạnh phúc bên Hoa. Không có. Có quen với Hoa không? Không có mà. Mày chối hả mày? Không có. Thề đi. Mày cứ ngon mà thề ba má mày chết chùm đi. Đó. Ông thề rồi kìa, ông thề đi. Trời ơi, nghĩ sao ông đem ba má ra đây thề? Thấy chưa? Vậy là ông thề là có rồi. Ông phải, ông có. Ông có phải không? Ông có. Tôi nghĩ gì không? Đừng mà nghe anh giải thích nè. Trời ơi, thật sự là không phải như vậy đâu. Cái gì ồn ào vậy hả? Cái gì ồn ào vậy? Trời ơi. Trời ơi, cái giọng này còn lãng giảng đâu đây vậy? Trời ơi, Hoa nghĩ sao mà Hoa nói anh là cô hồn vậy? Trời ơi, cái mặt ông còn hơn cô hồn nữa. Đi đâu đây? Thì đi tìm vòng. Bác phát hiện ra, đây, người yêu của em đã phản bội em, đã có gia đình rồi, mà gian dối với em kìa. Coi đi. Sao mà lối xóm với nhau mà bà chứ kỳ cục vậy? Nhưng mà nói không có đâu mà. Đây đó. Bà giúp chồng tôi đâu? Bà giúp chồng tôi đâu? Bà giúp chồng tôi đâu? Bà giúp chồng tôi. Im lặng, nghe nói này nè. Giải thích tôi đi. Chuyện là vậy nè. Cái dông này nè, đeo đuổi tôi. Trời đất ơi, tôi đâu có chịu đâu. Ha, tôi đuổi về mà không chịu. Quỳ trước nhà nha, la làng, la xóm, sùm mà. Tôi sợ mang nhục cho nên tôi đuổi về. Trời ơi, đuổi về mà còn đòi ngồi đó ha, tôi tự giận nữa. Tôi sợ quá. Anh Võ vừa về tới, tôi thấy tôi mừng quá, tôi kêu cứu, nhờ ông cứu giùm tôi đó. Nhộng khó thồn mà. Tưởng đâu mà dính líu chồng tôi là mà chết cho tôi á. Trời ơi, tôi nào dám. Trời ơi, mà nghĩ sao về hàng xóm nhau ai làm bậy bạ vậy? Ủa, vậy là anh không có quen với Hoa hả? Không có. Chào. Chắc chồng tôi mà. Vậy là Hoa không có quen với anh Võ này hả? Thì tôi nhờ ông thế thân đó. Chồng tôi mà. Chắc không. Ông nghĩ sao vậy? Tôi về tôi đi ngoại tình với chồng ta hả? Vậy là sâu sắc. Cái gì vậy? Ơi, cái gì vậy? Như vậy là trời đã sắp đặt cho đôi ta thành một cặp rồi. Đôi ta đã là duyên tiền định rồi. Anh đừng cả nhà. Hoa, xem mạnh chân vô anh quá vậy. Hoa ơi, anh biết lỗi anh rồi. Tha lỗi cho anh đi Hoa. Bỏ Hoa cho anh đi Hoa. Hoa ơi, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mình Hoa thôi. Hoa. Trời đất ơi, cái gì mà chu chéo hoài vậy? Anh là người chứ phải chó đâu mà chu chéo. Bây giờ muốn cái gì? Hoa, anh tặng Hoa cho Hoa nè. Hoa đẹp đó. Tôi nhận Hoa nghe. Tôi cũng có món quà tặng cho ông nè. Ủa, gì vậy Hoa? Hoa, sao Hoa nặng tay với anh vậy? Đồ sở khanh, ông có tin được tôi kêu công an phường xuống hốt không? Ừ. Hoa. Hoa. Hoan gia, trời là hoan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.